Mình đã bị mất kết nối với con từ mấy năm nay. Nói chung là vì mình là mẹ đơn thân, cho nên là khi mà mình giao tiếp với con thì mình có cái kỳ vọng của mình với con là mình muốn con trở thành một người tử tế. Nhưng mà vì mình không biết cái cách giao tiếp, cho nên là mình hay quá khắt khe với con trong cái vấn đề mà yêu cầu con làm cái việc này việc kia, bắt con phải nghe theo mình 100%, dù có những lúc mà con không có muốn thì mình cũng không có đồng ý, vì cái sự mong cầu của mình về con mình không muốn con nó đi cái theo cái hướng sai. Thì với cái suy nghĩ từ nào giờ thì mình được dạy trong cái môi trường khắc khe thì mình cũng khắc khe với con y vậy. Nó khiến cho bạn ấy cảm thấy là rất là bức bối. Mà thêm cái trường hợp của mình là mình ly hôn nữa thì bạn ấy làm cho bạn ấy bị ba mẹ không, mỗi đứa trẻ đều muốn ba mẹ được sống với nhau chứ không có muốn mà ba mẹ mình ly hôn. Nhưng mà mình thì mình thấy là mình cứ hay nói với con là không, mình sống với nhau không vui thì mình nên tách ra chứ không có nên ở chung vậy, nhưng mà làm cho bạn ấy không vừa ý, không, cho nên lúc nào bạn ấy cũng cau có, nói những lời tiêu cực. Mấy năm nay thì cứ học đủ thứ hết năm, nhưng mà từ tới khi mà mình lướt Facebook mình gặp được cái trí tuệ, cái đường đến trái tim con á, thì nó đúng là nó như cái gì đó chạm vào mà mình thấy là đây là cái mà mình muốn học, muốn đi. Cho nên tới cái bữa đầu tiên học thì học xong thì như là vỡ òa ra, cái này chính xác là cái mình cần. Khi mà mình chưa biết thì mình không có hiểu được cái vấn đề ghi nhận con là thế nào hết. Chỉ suốt ngày là chỉ nhìn vào những cái điểm xấu của con thôi. Ví dụ như nhìn vào những cái chuyện không được, cái này không được, cái kia không được. Chứ không biết là dù bạn ấy rất là thông minh, sau này khi mình ấy thì mình nghĩ lại thì bạn ấy rất là hiểu chuyện nhiều thứ, nhưng mà mình không, chưa bao giờ biết ghi nhận con. Coi như mình cảm thấy là mình đã lấy đi cái nụ cười của con. Bây giờ mẹ xin lỗi con và mẹ đang cố gắng để mà mình có thể có cái mối quan hệ tốt hơn, kết nối tốt hơn. Thì bạn ấy không phản ứng nữa. Và từ đó thì bạn ấy quay ra là rất là quan tâm. Giống như chị nói là mấy lúc thì chạy á, chị không có chạy được, chỉ có 1 km là chị đã đau đủ tới chỗ hết. Nhưng mà từ khi học á, thì chị chuyển hóa của chị á, là chị có thể chạy được có hôm 10 cây số, có một hôm 21 cây số thì chị cũng đã chạy được. Và chị có nói bạn là mẹ chạy từ đây về nhà ngồi rồi chạy xuống lại. Bạn ấy rất là lo lắng, bạn ấy nói là mẹ chạy như vậy là buổi tối ra đường nguy hiểm lắm. Cho nên là chị cảm nhận được cái sự thay đổi của bạn, là bạn ấy quan tâm, thương mẹ. Rồi giống như là đi lên cầu thang cũng vậy. Cái cầu thang này nó dốc lắm mẹ, mà đi là mẹ phải cẩn thận chứ không là nó dày nó kia. Nói chung mấy ngày nay cũng như là chị đi đây á, là bình thường á, là bạn ở nhà chơi game là không bao giờ mà xuống dưới shop phụ đâu. Nhưng mà mấy ngày nay là bạn ấy xuống cửa hàng, trong cửa hàng cho mẹ để mẹ đi học. Mẹ xin lỗi con rất là nhiều và mẹ yêu con. Mẹ, chúng ta cùng cố gắng để có thể kết nối lại cái gia đình mình một cách yêu thương, bình an. Và mẹ mong con là phát triển tốt, trở thành một người mà có ích cho xã hội. Mục tiêu của chị chỉ là mẹ bình an. Thì chị nghĩ là khi chị có đủ yêu thương cho chị thì chị mới có thể cho được người khác. Chứ còn chị có mục tiêu gì đó thôi. Là chị không có kỳ vọng con nhiều, chỉ kỳ vọng là kỳ vọng của chị là mẹ con chị sẽ cố gắng để làm một người có ích cho xã hội vậy thôi. Chị rất là biết ơn cô Lanh. Khi mà chị chạm tới cái này, chị như là vỡ òa, vì chị cứ đi tìm cái ngôi nhà
giống như là một nơi, giống như một ngôi nhà. Và khi mà chị gặp, chị nghe cô thì chị thấy là đây chính xác là cái ngôi nhà mà mình muốn, mình vẫn đi tìm. Cho nên là chị sẽ đi hết cái con đường này theo cô.